Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với số hỏi đáp chủ nhật hàng tuần của Nomo Computer, và lại là mình Thế Anh. Còn mình là Phạm Hải. Thì cứ tối chủ nhật hàng tuần thôi, chúng mình lại ngồi đây để giải đáp những thắc mắc của anh em đã đặt rất nhiều cho mình trong tuần vừa qua. Bây giờ thì bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhá. Ok. Giveaway tháng 11 tại Nomo Computer có gì? Về cơ cấu giải thưởng, giải nhất thì anh em sẽ được sở hữu được một bàn phím cơ Monka 3067 RGB cực chất như thế này. Giải nhì thì anh em có ngay một con chuột gaming Logitech G102. Còn giải 3 thì sao nhỉ? Giải 3 thì anh em sẽ được sở hữu một chiếc ba lô đựng laptop gaming ROG như thế này này. Cách thức tham gia thì cực kỳ dễ dàng anh em ạ. Bước đầu tiên, anh em cần subscribe kênh YouTube và like fanpage của Nomo Computer. Bước 2, comment cú pháp giveaway Nomo và ba con số may mắn anh em chọn và tag thêm hai người bạn vào bài viết. Bước cuối cùng, like share video giveaway trên fanpage của Nomo Computer về trang cá nhân để ở chế độ công khai. Còn thể lệ trúng giải thì sẽ là: thể lệ trúng giải, 3 người có con số may mắn gần nhất với kết quả giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 19 tháng 11 2023. Nếu trùng số ấy thì các bạn sẽ được xét theo thời gian comment sớm nhất. Lưu ý thì tất cả những trường hợp không làm đủ các bước này hoặc là dùng hack clone spam thì sẽ không được tính kết quả. Thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ từ ngày 5 tháng 11 đến 16 giờ ngày 19 tháng 11. Anh em hãy đăng ký kênh YouTube của Nomo Computer. Bên mình sẽ tổ chức giveaway mỗi tháng một lần, lựa chọn kết quả gần đúng nhất nên kiểu gì cũng sẽ có 3 bạn may mắn được nhận các phần quà. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của video chính ngày hôm nay. Ok, thì với câu hỏi đầu tiên của bạn Trang Nguyễn hỏi trong video laptop văn phòng 15 triệu. Bạn có hỏi là máy nào tầm giá 10 đến 15 triệu làm đồ họa ok ạ? Máy lướt cũng được. Đấy, anh Hải thấy sao về cái tầm giá 10 đến 15 triệu làm đồ họa? Nếu mà làm đồ họa ai lướt nó cũng được mà nhỉ? Tầm 10 15 triệu kể cả máy cũ đi nữa thì cũng sẽ chỉ mua được cho mình mấy cái con có RTX 3050 thôi. Thế là mình khuyên bạn là cố thêm tí nữa đi. Hơn 15 triệu một chút thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn khá là ok. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho bạn đấy là HP Gaming Victor 15, thì chúng ta sẽ có Ryzen 5 7535HS này, RTX là 2050 này, RAM 8GB, 512GB SSD. Màn hình của chúng ta là 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS và có cái tần số quét là 144Hz. Và cái thứ hai, cái option thứ hai cho bạn đó chính là laptop gaming MSI GF63. Đấy, thì chúng ta sẽ có là chip i5 12450H này, RTX 2050 này, RAM 8GB DDR4 này, cũng sẽ có là SSD 1T, cái nhỉnh hơn này. Và sẽ có màn hình là 15,6 inch, cũng là tấm nền IPS Full HD 144Hz. Thì đấy, thì anh có thể so sánh giúp anh hai con này cho bạn thì có thể có cái lựa chọn dễ dàng hơn. Nhưng mà hai con này thì toàn là những cái mẫu mới rồi. Cấu hình thì em thấy con RTX 2050 thì tương đối ngon nhá. Hiệu năng thì cũng không kém mấy so với con RTX 3050 mà bạn lại phải mua cũ ở con 3050 phải không? Đấy. Đây thì hàng mới nên là các bạn yên tâm sử dụng, đập hộp vào thoải mái rồi, bảo hành 1 năm đấy. Còn có em thấy nhá, ở đây là bạn hỏi làm đồ họa. Thế nên là em có hơn một lấn cấn một chút ở hai cái mẫu máy này, thì theo em thấy thì các cái mẫu máy này thì màn nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 70% sRGB thôi. Đấy, khoảng tầm 70-80 gì đấy. Thì nó chưa thực sự là hoàn hảo lắm cho các anh em nào mà làm gọi là đồ họa. Đấy, thứ hai là em thấy có RAM 8GB mà hiện tại trong, ở các mẫu này thì RAM 8GB thôi, nhưng mà ở Nomo thì đang mua được tặng thêm 8GB nữa, nên là anh em nếu mà quan tâm ấy thì có thể tham khảo qua để được tặng thêm một cây RAM 8GB lên 16 luôn nhá. Thì cũng là khá là ổn rồi. Nhưng mà em thấy ấy, nếu mà để mà ngon hẳn ấy thì em có một gợi ý khác cho bạn. Các bạn như là Lenovo IdeaPad Gaming 3 với con chip là Ryzen 7 7735HS. RTX cũng là con 2050 thôi, nhưng mà ở cái con IdeaPad Gaming 3 này em thấy có được một cái, đó chính là màn hình. Màn hình cực kỳ là đẹp. Nó chỉ thua thiệt một cái là màn 120Hz. Nhưng mà với những anh em làm đồ họa ấy, thì không cần cái tần số quét quá cao đâu, mà độ chính xác màu cao nó mới là cái thứ cần thiết hơn, nên là anh em có thể đánh đổi được nhá. Đấy, thì là những cái câu trả lời của chúng mình dành cho bạn Trang Nguyễn để làm đồ họa nhá. Rồi, thế đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Thì một bạn có hỏi trong video là top laptop gaming tầm giá 25 triệu thì MSI GF63 RTX 2050 với cả Lenovo IdeaPad Gaming 3 thì cái nào ổn hơn ạ? Thì đấy, hai cái mẫu này thì mình cũng nhắc ở câu hỏi trước rồi. Okay. Bây giờ thì chắc lại nhiều cho thì anh lỡ so sánh nốt đi xem okay. Thì để so sánh kỹ hơn cho các bạn ấy thì ở đây mình sẽ có một vài cái thông số nhá.
Ví dụ là từ con chip đi, MSI của F63 có con i5 này 12450H với con Ryzen 5 7735HS của Lenovo Gaming 3 ấy, thì nó tương tự nhau, 19-10, nói chung là nó gần như là không có sự khác biệt. Có một cái là con i5 ấy thì nó sẽ có 8x12 luồng, còn con Ryzen 5 thì nó sẽ có 6x12 luồng đấy. Và xung nhịp thì Ryzen 5 ngon hơn, cách cũng ngon hơn nữa. Bớt RAM thì nó hỗ trợ là RAM 5 đấy, thì nó sẽ cải thiện một chút về cái mặt hiệu năng tổng thể của con máy. Nhưng mà Intel thì nó lại ăn được một cái là ổn định hơn. Đấy, thì đấy là tùy vào lựa chọn anh em thôi. Một con là mạnh hơn, mát hơn, còn một con là ổn định hơn. Đấy, nói chung là 19-10 anh em chọn con nào cũng được. Nếu mà ở chơi game thì mình sẽ khuyên các bạn chọn Ryzen. Đấy, và nếu mà anh em nào mà gọi là lập trình cơ bản, sử dụng cơ bản ấy, thì chọn Intel, như mình nói ở trên nó ổn định hơn mà. Nên là lập trình thì liên quan đến kiểu những cái công việc, những cái thứ thì cần ổn định là tốt hơn. Có con Gaming 3 thì có tần số quét 120 thôi. Thì đấy là con MSI của F63 là hơn là bản tần số quét nhé, 144 ấy, nó lên 144. Đấy, thì nhỉnh hơn một chút nhưng mà không đáng kể. Đấy, cân nặng thì theo mình thấy là cân nặng nếu mà anh em nào cần di chuyển thì con GF63 nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, cân nặng của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 1.8 cân thôi. Còn con Gaming 3 ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 2.4 cân, 2.5 cân cả sạc gì đấy. Thì đấy nó là nặng hơn tương đối đấy. Nếu anh em nào di chuyển thì sẽ cân nhắc nhá. Nhưng mà đánh đổi lại thì con Gaming 3 lại mát mẻ hơn. Do là nó nặng hơn, nó nhiều không gian hơn mà. Lại mát hơn con GF63. Nên là tổng kết lại ấy, thì nếu mà anh em chơi game thì chọn Gaming 3, không cần di chuyển nhiều. Còn nếu mà sử dụng cơ bản, gọi là di chuyển rồi làm việc cốt kiếc văn phòng cơ bản thì GF63 để vừa tiện di chuyển mà vừa có cái cấu hình khỏe nhá. Đấy, thì đấy là chia ra hai đối tượng để có thể lựa chọn giữa hai con máy này dành cho các bạn nhé. Rồi, okay, đến câu hỏi tiếp theo nhá. Trong video Dell Inspiron 14 542 hay không thì có một bạn Mai Hà có hỏi là, cho em hỏi con này với cả con 5430 thì con nào hơn ạ? Em học về công nghệ thông tin thì hai con này thì cũng gần như nhau thôi, nhưng mà rõ ràng là Dell Inspiron 5430 sẽ có chip là i5-1340P thì sẽ mạnh hơn được khoảng tầm 10%, thì mình sẽ khuyên bạn luôn lấy con này, đằng nào nó cũng đời mới hơn ấy. Thì nếu mà không có một cái rào cản nào khác thì đời mới hơn là chọn là cái chắc chắn rồi. Nhưng mà có một cái nhược điểm ở trên mẫu Dell 5430 là chúng ta sẽ là 16GB RAM và không nâng cấp được nữa. Nhưng mà anh thấy rằng là 16GB RAM thì cũng khá đủ dùng đấy. Nếu mà các bạn làm văn phòng các thứ thì 16GB là thoải mái rồi, không phải băn khoăn gì nữa. Chỉ có một trường hợp lấn cấn là nếu mà là cái phiên bản 8GB thì còn lại siêu. Đúng rồi. Đấy. 16GB thì 6GB khá là ok. Thì khá ok rồi. Ok. Thì chắc là đến câu hỏi tiếp theo luôn này nhỉ. Câu hỏi tiếp theo thì có một bạn hỏi là con Asus TUF Gaming A15 nhá. 2023 và với con chip là Ryzen 7 7735HS này, RAM 8 LD52, rồi là RTX 4050, với con TUF Gaming F15 nhá. Có cái con chip là i7 12700H, RTX 3050 2022 đấy. Con nào cấu hình chơi game ổn hơn ấy thì chắc là thôi để em trả lời luôn đi. Thì hai mẫu này thì đều là của TUF rồi, mà nhu cầu gaming thì chưa biết là bạn chơi game gì, nhưng mà về cơ bản thì con RTX 4050 nó sẽ ngon hơn 3050 rồi. Cái đấy là rõ ràng rồi. Rõ ràng, hiển nhiên. Đấy, mà con Ryzen 7 7735HS ấy thì nó cũng là thoải mái rồi. Đấy, thực ra nó cũng ngang cơ với con i7 12700H thôi. Đấy, nó kém hơn một chút, nhưng mà khi chúng ta chơi game ấy thì chủ yếu nó sẽ ăn VGA, ăn card đồ họa thôi. Nên là với một con chip thì không cần phải quá xuất sắc được. Nó Ryzen 7 775HS cũng là một con chip cực kỳ là mạnh rồi đấy. Nên là anh em có thể lựa chọn phiên bản TUF Gaming A15 với cái bản Ryzen 7 775HS và con RTX 4050 nhá. Đấy, cho nó mạnh luôn. Đấy. Ok. Đến tiếp nào. Gọi tiếp theo đi. Trong cái video lần trước là mình có làm về Acer Predator Helios 300 ấy, thì có một bạn bạn hỏi là cái con này với cả con Legion 5 2023 thì con này có ngon hơn Legion 5 2023 hay không? Ngon hơn à? Con Helios 300 phải không? Con Helios 300 này thì trang bị con RTX 3070 Ti phải không? Ok. Thì với cái con Legion 5 2023 mà bạn hỏi ấy, thì nó đang trang bị ở đây mình có chắc là phiên bản 4060. Đấy, thì RTX 4060 cũng là khá là ngon rồi, nhưng mà
so với 3070 Ti nhá, nó lại vẫn là một cái điểm cách biệt cực kỳ lớn đấy. 3070 Ti thì nó mạnh hơn hẳn con 4060 rồi. Mặc dù nó là đời 3000 series thôi, nhưng mà nếu mà đặc biệt là với những game nào mà kiểu không cần phải những cái card đồ họa mới, những cái công nghệ mới ấy, thì FPS cách biệt tương đối nhiều đấy. À, thêm nữa thì con cái phiên bản Helios 300 này nó lại là phiên bản màn 240Hz. Đấy, con màn 240Hz. Thì con Legion 5 thì Legion 5 2023 thì chỉ có màn 165 thôi là căng rồi. Đấy, là màn 240 thì cực kỳ phù hợp với anh em nào mà chơi những tựa game FPS cần súng tần số quét cao. Đấy thì không thể bỏ qua con màn hình này rồi. Mà thêm một điểm cộng nữa cho con Helios 300 này. Nó là LED RGB, mà con RGB cực kỳ là mượt. LED perky chứ không phải là LED perky nhá, tỉnh chỉnh được từng phím luôn đấy. Đấy, còn con Legion 5 2023 thì chả LED đơn sắt hoặc là RGB thì cũng chỉ là RGB 4 vùng thôi đấy. Nên là nếu mà là anh em game thủ ấy thì mình sẽ thiên về Helios 300 với con RTX 3070 Ti hơn. Đấy, thì sẽ là ok hơn dành cho các bạn chơi game nhá. Okay. Tiếp tục với câu hỏi tiếp theo đi. Có một bạn hỏi là em học công nghệ thông tin thì nên chọn Lenovo IdeaPad Slim 5 với cái bản là i5-12450H hay là con này ạ, thì tức là con Evision 14-5420 trong video này bạn đang xem. Này, anh thấy sao? Nếu mà IdeaPad 5 với cả chip i5-12450H thì chắc chắn là sẽ phù hợp hơn với bạn mà học IT rồi, bởi vì nó sẽ mạnh hơn ấy. Okay. Thì nói chung là cái này là một cái lựa chọn nó dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn IdeaPad thì sẽ ok hơn bạn nhá. Ok. À, em thấy IdeaPad cũng chắc chắn cứng cáp hơn nữa nhỉ. Hơn con Dell là 5420 kia. Ồ ok. Tiếp tục với một bạn nữa hỏi trong video cái top laptop gaming dưới 20 triệu là những con máy này nếu trên có đáp ứng tốt đa nhiệm không anh? Như 4, 5 tab Opera và mở thêm game và cài app khác. Đấy, anh thấy sao đấy? 4 đến 5 tab Opera của bạn. Ờ, bạn hỏi ở trong cái video là laptop gaming dưới 20 triệu thì tất cả những cái laptop mình liệt kê ở trong cái video đấy thì đều đã là RAM 16GB rồi. Và nếu không ấy thì cũng sẽ được Notebook Computer tặng thêm 8GB RAM nữa để lên được là 16GB. Thì với 16GB RAM thì những cái tác vụ bạn kể là hoàn toàn cân được thoải mái. 4, 5 tab Opera, mở thêm app như các thứ nữa là rất là vô tư. Với cả là trong cái tầm giá này thì khoảng 20-21 triệu ấy, chúng ta còn có thêm một cái mẫu nữa cũng rất là ngon. Đấy chính là Lenovo LQ nhá. Thì chúng ta sẽ có chip Ryzen 7 này, 7840HS này, RTX là 4050 này, RAM 16GB, SSD512, màn hình là 15,6 inch Full HD và 144Hz. Đấy, thì đấy cái mẫu CPU của cái con này cũng rất là khỏe luôn, nó là Zen 4 mà mạnh ngang với cả i7-13700H luôn. Đấy, mà lại có cả RTX 4050 nữa thì máy mới 100% như thế là quá là ok, quá là ổn bạn ạ. Ok, thì cũng là hầu hết những cái mẫu laptop gaming dưới 20 triệu và những tác vụ cơ bản kiểu 4-5 tab rồi Opera, thêm game và vài app kiểu livestream thì là thoải mái. Ok. Tiếp tục với câu hỏi tiếp theo đi anh nhỉ. Một bạn hỏi trong video Lenovo LQ 15 đấy, con mình vừa giới thiệu xong. Ok. Cái bản bên mình mã 3050 về chưa ạ? Bản này có nâng được thêm HDD hay không á? Hay không vậy shop? Ok. Thì đầu tiên là về cái khả năng nâng cấp HDD trước đi. Nên là hầu hết là những cái mẫu laptop gaming ở thời điểm hiện tại đều không nâng được HDD. Chỉ có một vài con kiểu gọi đặc biệt lắm thì người ta mới để cho khe nâng HDD thôi. Còn hầu hết là các hãng sẽ để cho chúng ta những cái khe gọi là khe M2 NVMe hoặc Gen 3, Gen 4 gì đấy để cho anh em có thể nâng cấp. Thì ở con cũng không thoát khỏi cái con LQ 15 này thì nó cũng không thoát khỏi cái trường hợp đấy rồi. Nó cũng chỉ có hai khe M2 NVMe Gen 4 thôi. Đấy, anh em có thể thấy ở trên màn hình mình đang show ra cái nội thất bên trong nhá. Tương đối là dày đặc rồi và không còn khe HDD nữa. Ở đây thì có hai khe nâng cấp RAM và mắc là 64 nữa để phục vụ cho anh em về nhu cầu nâng cấp RAM. Đấy thế thôi. Còn mẫu LQ RTX 3050 thì bao giờ về thì thực ra bên mình cũng không muốn về con này, tại vì thứ nhất là về thì nó cũng chỉ ở bản nhập Mỹ nhá. Thứ hai ấy thì cái con RTX 3050 này thì nó không có sale nên là giá cả nó cực kỳ là cao. Đấy, nó còn cao hơn cả cái bản Ryzen 7 7840H nhá. Đấy, cái bản 7840HS và RTX 4050. Đấy.
thì tội gì mà anh em chọn những cái phiên bản 3050 phải không? Đấy, chọn hẳn những cái phiên bản 4050 rồi Ryzen 7 luôn cho nó mạnh luôn đấy. Nên là thôi, nếu mà anh em săn bản này thì chắc là phải cut anh em một thời gian, còn nếu mà anh em không phải bắt buộc mua bản đấy thì có thể lựa chọn lên những cái mẫu Ryzen 7 rồi 4050 cho thoải mái, thì bên mình lúc nào cũng có sẵn bạn nhé. Rồi ok. Đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là cái gọi là câu hỏi cuối cùng trong số ngày hôm nay. Có một bạn Minh hỏi trong cái video Invision 14 là 420 thì bạn hỏi là 5425 Ryzen 5 khác gì với 5420 i5 mà giá nó lại rẻ hơn vậy anh? Cái hai con này đều anh Hải làm thì chắc là cho anh Hải giải đáp cho bạn tại sao nó rẻ hơn. Hai cái mẫu này thì nó thực ra chẳng khác gì nhau từ hình thức này đến màn hình rồi bàn phím này đấy. Cái duy nhất khác nhau đấy chính là chip đúng không? Thì các bạn sẽ luôn thấy rồi, chip Ryzen thì bao giờ cũng rẻ hơn so với chip Intel là từ 1 đến 2 triệu. Thì chúng ta sẽ có những cái ở Intel nó sẽ hơn đấy, chúng ta sẽ có những cái driver về âm thanh này, loa các thứ thì sẽ thấy ổn hơn, nhưng mà rõ ràng là giá cao hơn thì anh có chấp nhận đánh đổi hay không thôi. Đấy, 1-2 triệu để có cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn thì đấy, sẽ có nhiều người sẽ chọn đánh đổi, nhiều người không, thế là tùy quyết định của mọi người nhá. Nói chung là tổng quan lại thì là những cái con máy mà chip Intel ấy thì sẽ hoàn thiện hơn về cái trải nghiệm. Đấy, còn Ryzen 5 về Ryzen thì nó sẽ thiên về mát mẻ rồi giá thành. Đấy. Rồi, đấy là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay rồi. Thì vẫn như mọi lần thôi, mình sẽ lại kêu gọi mọi người đặt thêm nhiều câu hỏi nữa để cho mình và Thịnh Anh có thể giải đáp trong số lần tới. Và đừng quên là để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer nhá. Cũng như là bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.